Các bạn thì hôm nay mình sẽ là tặng cho các bạn một cái mấy cái miếng shiku mà mọi người hay hiến trên mạng á. Bây giờ mình sẽ búng một cái là nó lên nha. Một hai ba. Bây giờ mình sẽ lấy tờ giấy tiếp theo nha. Một hai ba. Đẹp á. Thì bây giờ mình có hai cái miếng này rồi. Mình cần có thêm một cái miếng này nữa. Cái này kẻ rồi nha. Và mình chuẩn bị có là một cái cuốn sổ nha. Mình sẽ dán bằng đây vì mình đã thấy nhiều anh chị hay cái gì đó để làm những cái này rất là đẹp, cho nên mình cũng đã chuẩn bị hai miếng này. Mà nếu mà các bạn muốn làm, các bạn có thể lấy màu tô tố là nhiều. Các bạn phải dễ cái sức cơ rồi cắt và dán màu vô tô vô cái gì để làm cho nó đẹp nha. Giờ bye bye.